Xúc động, anh công an đứng ở chốt kiểm dịch đợi người yêu, tránh được một chút vẫn chạy qua nhìn nhau cho đỡ nhớ. Trong thời kỳ Covid-19 đang diễn ra biến động, hàng loạt lực lượng các nhân viên y tế, chiến sĩ công an đều phải xông pha ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ người dân. Những anh công an liên tục phải ở ngoài đường vì công việc, chấp nhận rời xa gia đình, vợ con hay người yêu đều là những người xứng đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Một bạn nữ đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh người yêu là công an đang đứng đợi mình ở chốt kiểm dịch. Vì khu nhà đang bị phong tỏa nên anh chỉ có thể đứng đợi người yêu từ bên ngoài. Theo như những gì cô gái chia sẻ, vì tình hình dịch bệnh nên cả hai rất ít có cơ hội ở cạnh nhau. Vậy nên mỗi lần người yêu làm xong việc thì cả hai chỉ có thể gặp nhau được một chút. Chàng trai trong đoạn video vừa hoàn thành nhiệm vụ đã chạy ngay đến gặp bạn gái, còn không quên mua thức ăn đến cho người yêu mình. Clip đã nhận được rất nhiều lượt tim yêu thích từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã dành lời khen đến anh công an vì những cống hiến cho xã hội, bất chấp tính mạng và không ngại khó khăn. Không những làm tốt việc nước, chàng trai lại còn là một người yêu lý tưởng mà bao cô gái hằng mong muốn. Một số cư dân mạng đã bộc lộ sự ngưỡng mộ đối với cô gái khi có một anh người yêu biết quan tâm, lo lắng cho mình như vậy. Bên cạnh đó cũng có một vài ý kiến cho rằng bản thân có người yêu hay chồng làm công an nhưng có khi gần nửa năm vẫn chưa về thăm nhà được. Còn bạn, bạn thấy thế nào về cặp đôi tranh thủ gặp nhau bên chốt này? Comment bên dưới nha! Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất.